Sáng ngày 26 tháng 12, Đảng ủy xã Khánh An tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 12 nhằm tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Ông Dương Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì hội nghị. Năm 2023, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Khánh An triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng bộ xã đã triển khai học tập, quán triệt kịp thời đầy đủ chỉ thị, nghị quyết của trên, nhất là chuyên đề năm 2023, xây dựng văn hóa con người An Giang theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn giới triển khai chi bộ bốn tốt, đảng bộ bốn tốt. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Trong năm, đảng quỹ Sạc Khánh An đã kết nạp được 8 đảng viên mới, đạt 114,2% nghị quyết. Dân dẫn khéo và dân dẫn khéo trong xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện tốt kinh tế xã hội tiếp tục đạt thắng lợi với 20 chỉ tiêu đề ra, Khánh An thực hiện hoàn thành 100%. Trong đó có 16 chỉ tiêu dược và 4 chỉ tiêu đạt. Nổi bật có sản phẩm khô cá sặc răng và khô cá lóc được công nhận đạt ô 3 sao. Trường mẫu giáo được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và chuẩn quốc gia mức độ 1. Nông thôn mới tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan. Với những kết quả đạt được, đảng bộ xã Khánh An được ban thường vụ huyện ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023 và đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Dương Thành Phong, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Khánh An nhấn mạnh: Khánh An tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quan tâm chăm lo quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách vui xuân đón Tết, chủ động các phương án đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông để nhân dân đón Tết trong an lành hạnh phúc. Đặc biệt, làm tốt công tác tuyển quân năm 2024 đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Dịp này, Đảng ủy xã Khánh An đã khen thưởng tập thể chi bộ trường mẫu giáo, chi bộ ấp An Khánh và 36 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.